một cặp loa Fivay SP3G gửi cho một vị khách đây. Đây, một cặp loa Fivay SP3G đã được gả chồng về Nam Định anh em nhá. Này, đây, đẹp lắm, loa đẹp xuất sắc này. Đấy, zin nguyên bản hết nhá, zin A đến Z nhá. Này. Đấy, thì cặp loa này bên em test gửi cho bạn Ngô Quang Huy. Đấy. Đấy, bạn Ngô Quang Huy chốt một cặp loa Fivay SP3G đây anh em này. Đấy. Loa đẹp mỹ mãn nhá. Đấy, trước khi hàng đi thì bên em bao giờ cũng test rất là kỹ, sau đó mới đóng gói gửi cho anh em. Đây, loa đẹp xuất sắc. À, loa đẹp lắm. Đấy, loa đẹp thiếu thùng xốp anh em nhá. Đấy, khi bạn Huy chốt cặp này bạn đã chuyển khoản đủ luôn cho bên em. Đấy. Fivay SP3G đây anh em, hàng Mỹ nòi made in USA nhá. Đấy, bao đẹp, bao zin nguyên bản. Đẹp loa zin nhá, đấy, loa đẹp lắm anh em này. Đấy. Đấy, bạn Huy sẽ nhận cặp loa này ở bến tại cầu Lạc Quần, Nam Định. Đấy, cầu Lạc Quần anh em nhá, đấy, cầu Lạc Quần, Nam Định. Đấy, bên em đã liên hệ với nhà xe, đã gửi cho bạn Ngô Quang Huy cặp loa Fivay SP3G này, đấy.